OK, xin chào tất cả các bạn. Xin chào các bạn channel của Axion Official. Và hôm nay chúng tôi sẽ làm một model Axion Character scale 1/16 vô mà unboxing cho chúng ta một chút xíu nhé. OK, ta chúng ta làm đi. Chào các bạn. OK. Sau này model với mình một class.
Anh ấy như thế này. Tôi được tôi chuẩn đào mát. Control channel and I'll see you on the show.